Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Vâng, và chào mừng các bạn đã trở lại với channel mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đẩy over 76 và cách xả hàng over 76 nha. Ok. Xíu nữa mình sẽ chỉ, bây giờ mình đã nâng giá lên 128.000 rồi. Thì xíu nữa mình chỉ anh em xả mấy con hàng tồn nha. Thì muốn nâng lên 128.000 á, anh em khỏi cần tìm giá cực đại luôn. Anh em nâng từng nấc giá, mà mấy nấc giá đầu tiên á thì anh em phải chịu lỗ 100-200.000. Rồi anh em nâng lên, anh em đây là mình nâng 122.000 rồi mình dừng. Mình muốn dừng ở đâu cũng được hết. Nếu dưới cái giá đó còn hàng nha, mình muốn dừng ở đâu cũng được hết. Đây 128.000 ha. Ok nha. Mình muốn dừng ở đâu cũng được hết. Mua dưới 70.000 mà bán 128.000. Mà thấy mình lời chưa? Là một con là mấy chục ngàn rồi đó. Ok nha. Có thằng mua. Ơi, thì xong cái này mình sẽ chỉ anh em xả hàng tồn nha. Còn mà cái mà đẩy giá over 76 thì mình sẽ chỉ sao cho anh em nha. Xả hàng tồn thì cũng ngon lắm. Nếu anh em đẩy lên cao là anh em xả ra là ngon à. Ngon quá trời luôn nè. Xíu chỉ xả ra cho nó ngon. Nó mua quá không con rồi. Đó này thiệt, nó mua quá không con á. Ok, thì bây giờ mình đợi thời gian cũng được. 7 ít thì gặp tụi chó nó ăn hôi nhiều lắm. Thấy không? Nếu mà mình đẩy cái này mình lời mớ luôn. Lời cả mớ luôn.
Ok chưa? Rồi hồi nãy mình bán cái giá thứ hai là nhiêu? 89. Đây. Còn hồi nãy EA mua của mình mười mấy con kia là 89, nó không ra hàng luôn. Chắc còn nhiều quá hay sao? Không ra hàng không? Chắc còn nhiều quá. Ok. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu mua lại lần thứ hai mình bán ra nha. Không biết nãy con thằng kia nó mua nó xả bao nhiêu nữa. Ok, thì vẫn ok nha. Thì bây giờ mình mua hết dưới 101 đi. Mua hết dưới 101. Xong rồi mình xả hàng tồn ra. Hàng tồn xả ngon á. Còn trăm mấy á. Nó có một con rồi mà. Thì nó có một con thì không sao. Còn nó nếu mà nó mua nhiều á thì nó xả mình cũng xả dưới 70.000 thôi. Trên 70.000. Mình mà mình xả thì mình cũng xả trên 70.000. Mấy con đó mình cũng lời. Xả tầm 10 con. Xả 10 con là ok. Ok, mình xả ra EA cũng thu lại nha. Thu tầm 2 con à. Sao không mua nữa hả Sư Huynh? Địch con mẹ em thằng lồn. Địch con mẹ em thằng lồn nhá. Nhá thằng lồn. Địch con mẹ em mày phá. Cái thứ như mày chỉ có ăn đồ bùi, ăn cứt. Ok, mình mua dưới hết giá 90 thôi, còn bao nhiêu kệ mẹ nó. Được thì bán, không được thì thôi. Nghỉ, dẹp, nghỉ. Đi con mẹ mày.
Ok nhá. Được, mình xả ra luôn với giá auto luôn. Nó bán 90 nó cũng lời. Ôi, chắc nó sửa chưa xả đâu. Rẻ mua. Mà lời 40,000 con. Nãy 60 rồi lời cũng 50. Cái này á thì các bạn nâng giá, các bạn muốn đặt giá nào các bạn mua cho nó EA, mua cho đợt đầu, đợt thứ hai các bạn nâng giá lên. Ví dụ đợt đầu các bạn đặt 50, đợt thứ hai các bạn đặt 80,000 hoặc 90,000 chẳng hạn. Đó thì mua tầm mấy con là nó nâng giá nó lên được à. Overbet các bạn, nếu mình sẽ chỉ cho các bạn, nếu mà các bạn mua trước 5 con, các bạn thấy giá, ví dụ các bạn mua con này với giá là 30,000 thì cái giá auto đây, giá auto sẽ lên tầm, các bạn mua 30,000 đúng không, thì giá auto sẽ bằng 30,000 hoặc là 27,000, 26,000 cũng được. Các bạn mua 4 con nó lên tầm 35,000-37,000, rồi các bạn mua thêm 5 con nữa là ok. Nếu lên giá là ok, là con đó đẩy được nha. Là các bạn cứ đẩy từ từ là nó sẽ lên. Đây mình đẩy từ bao nhiêu ta, 62,800, rồi lần thứ hai mình bán với giá là 89,900, rồi giá thứ ba của nó đây nè. Đó là mình dừng ở giá thứ ba. Các bạn muốn dừng ở giá nào cũng được hết, tại mình dừng ở giá cao xíu nữa mình xả hàng á, mấy con này nè mình xả hàng giá cao, cao lên mình cũng lời cũng được tầm mấy trăm á. Ok thì mấy phần đầu á thì mình sẽ chỉ cho các bạn ở video sau, còn cái này mình chỉ cho các bạn xả mấy con hàng tồn thôi nha. Ok thì các bạn nếu mà xả hết lần này thì qua ngày mai hay là các bạn nhận lại thì nó còn tầm dưới 10,000, 20,000 à. Ok nha. Cái thằng hồi nãy á, nó mà mua 5 con, hình như nó mua 5 con sao, nó chờ giá ổn nó xả ra. Mình nâng lên tầm 100,000 mình xả luôn, mình khỏi cần cái gì mấy á. Mình đã lời mấy con hàng trước rồi. Thì dành cho những cái thằng nào mà thích mà ăn hôi á nha, cho nó lỗ chết mẹ nó luôn. Nó canh đúng không, cho nó canh đi. Cho nó canh, nó lời cũng bao nhiêu.
lương con ba mấy ngàn hả? Ok, thích canh thì cho nó canh, không sao hết, không có gì mà lo hết. Nếu mà nó xả 90 mấy ngàn hay 80 mấy ngàn vậy, mình xả luôn con hàng 70 ngàn luôn, xả thấp hơn giá nó luôn. Chơi là phải chơi vậy á, chơi gì cho nó lỗ vài lần cho nó biết. Xuống giá là tao xả liền luôn. Mình ôm nhiều lắm đó, mua nhiều lắm, mua lần trước nhiều lắm. Đâu thì mình ít chơi lắm nên mình ít ra video á. Mình FIFA này mình không có chơi, mình chỉ vô mình đẩy giá chơi thôi. Ok, 34 con mà 128 ngàn, các bạn tính thôi, chưa hết nữa. Ok nha, xíu mình sẽ chỉ anh em cách xả hàng như thế nào. Ok, còn đúng 8 con trong chợ luôn, 8 con giá dưới 100 ngàn, thì trong đây mình bán cũng 8 con luôn nè. Chờ xíu để mình mua lại. Ấy cha, nó tự bán kia không lẽ. À anh ta mua, hay quá anh ơi, hay quá anh ơi. Đúng rồi, anh em mình hợp tác như vậy đó. Anh em mình phải hợp tác như vậy, chứ mình đừng có chơi nhau nhé. Mình đừng có chơi nhau anh nhé. Anh nhé, anh nhé, anh nhé. Mình đừng có chơi nhau nha anh nhé. Anh nhé, anh nhé, anh nhé. Anh nhé, anh nhé. Ôi, mua lâu quá. Thì lâu cũng không ra video. Ai cha, sao bữa nay mua nhiều thế. Wow, hết luôn rồi. À, còn 2 con. Ok, giá 98 ngàn. Ây cha, mình sẽ giảm 89.900 đúng không? Hồi nãy trong chợ á là còn 92 ngàn, bây giờ mình sẽ trả 89 ngàn. Mình mấy cái kia là mình đã làm xong hết rồi nha. Ok, thì cái đống đó là lời rồi đó, đống đó đã lời rồi. Thì bây giờ mình sẽ xả nè, mình xả trước 9 con, xả trước 9 con với giá 89.999. Ok nha, xả trước 9 con. Nếu mà mình mua 2 con 92 đó luôn á thì mình xả 90 cũng được, 9 mấy cũng được. Bây giờ mình xả 89.000 nè, giá auto nó 98 nữa, mình xả 89.000, chơi lại nó mà nó cũng lời. Nó xả ra nó cũng lời. Mình xả ra trước 8 con hoặc 9 con. Rồi đợt thứ 2
đợt thứ hai thì mình sẽ chỉ cho anh em sau, cũng chung lần vậy luôn, mình sẽ chờ mấy phút đi. Ok nha. Đây, đây còn hai con 92.000 đúng không? Đây mình xả nhiêu con? 2, 4, 6, 7, mới có 7 con à. Giao tu không tuột. Ok, thằng kia chưa biết sao á. Mình không chơi nhau nhé anh em, không chơi nhau nhé. Ok nha. Xíu mà mình xả mình xả lần thứ hai hồi nãy đó, cái nãy 9 con là lần thứ nhất, mình xả lần thứ hai ra mạnh, EA nó mua đợt thứ nhất này nè thì giá auto sẽ giảm. Ok nha. Đây ra mình coi thứ bán 42 con. Ok, nhờ có người đẩy giùm á, lời á. Còn cái cách chuyển con á thì chờ chừng nào mà ok mình sẽ chỉ anh em luôn. Tại giờ đang có người làm á nên chỉ không được, chờ chừng nào mà hết làm đi chỉ anh em là chuyển qua luôn. À, lên 100 mấy ngay rồi. Ok ok, không sao. Mua đi em. Mua đi em ơi. Đây, chờ nè, tới 57 rồi mình bán thử nha, bán thử một con nè. Bán thử con 95.000. A cha. A cha cha cha. Nó đã bay, nó bay con nhiêu rồi? Đâu rồi? Đây 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 đây. Đây nó bay con 89.000. Xếp cái giá auto nữa. Ơ. À. Ok, vẫn bán cái giá này luôn. Mình lời mà mình đâu có sợ đâu. Mình xả ra vậy mình càng lời chứ không có gì hết. Mình lời mà, nên mấy cái này không sợ. Xả ra được hết á. Thấy không? Mình xả ra cho nó vậy thu lại mấy con 89.000 đi. Đấy, mình lời mà, mình đâu có sợ. Ok nha. Thì chuyển con á thì bỏ qua đi. Ok, chuyển con mình sẽ chỉ cho anh em sao. Còn cái này là mình sẽ chỉ anh em cách xả hàng tồn á. Đó, cái anh em xả đợt 1 là được 2, cái anh em xả ra là EA sẽ thu lại cái đợt 1 này luôn. Đó, như mua một là bán một vậy á, trao đổi á. Ok, thì cái đống này mình sẽ, mình chỉ cần mình lời thôi chứ mình không á. Ủa, mình chỉ cần hết rồi. Một, hai con. Ok, chắc thằng kia nó thấy rồi đó. Giá auto giảm là sao? Chắc chắn sẽ giảm 68.000. Thằng kia tao cho mày, mày ăn cước luôn. Mày mua con rồi mày ăn cước. 68.000. Bán được 2 con. Đây là mình xả đợt thứ 3 nha. Giá auto cũng giảm nè. Mình xả đợt thứ 3. Đợt thứ 2 nãy mình lời rồi. Mình xả đợt thứ 3. Mình để giá auto mình xả luôn. Ok. Còn thôi anh em muốn lên
cộng thêm 20% gì đó anh em xả, còn thâu cộng thêm 5% anh em xả, 5% thuế á anh em xả. Ok, mình xả giao tuần không có thêm gì luôn nha, xả tiếp mình dù xíu mình vô mình xả tiếp. Ok, à còn một cái mẹo này nữa, cái anh em mà muốn biết mà cầu thủ mà cái anh em mua mà nó chuẩn bị mà trao đổi á, chuẩn bị trao đổi một với một á, thì các anh em nhìn cái hàng xíu mình ra mình chỉ nè, các anh em sẽ nhìn con hàng nha. Đây chờ chút đi, thì nếu mà các anh em mà mua con hàng này á đó, các anh em bấm vô đây mua thì ở đây nó hiện chữ lên nè, cái chữ màu xanh lên đúng không, các anh em reset, bấm reset, con hàng có hiện chữ màu xanh đây nè, đó là các anh em bấm reset. Nếu mà các anh em bấm 2-3 lần vậy nè, nếu mà con hàng đó mất thì các anh em á mua con hàng tiếp theo thì nó sẽ là trao đổi một với một. Ok chưa? Ok chưa? Rồi mà cái lúc mà các anh em bán hàng ra đó nha, bán hàng ra nè, cái lúc mà anh em bán hàng ra, mà các anh em lúc mà mua mấy con hàng đầu tiên của mình á, mà mua 10 con thì nó sẽ bán 10 con trong kia, là 10 con này nó còn nằm ngoài đây, nó chưa bị mất nha, nó nằm ngoài đây mà nó hiện chữ lên, nó không bị mất. Ok chưa? Rồi các em, anh em bán ra tiếp 10 con nữa, rồi cái này anh em chờ, anh em chờ cái anh em bấm reset nè. Ok, bấm mà mất mấy con hàng mà hồi nãy anh em 10 con anh em mua á, ở đây nè, mất đi là cái anh em mua tiếp đợt tiếp theo là 10 con trong đây, 10 con anh em bán ra đợt thứ hai nó sẽ được trao đổi một với một nha. Ok, thì cái này coi thử mình bán được bao nhiêu con ấy. 2, 4, 6. Ok, thì cái nào cũng vậy đó, xả hàng ra thì lúc nào mình làm á thì mình cũng xả đợt đầu tiên đẩy giá cao lên, rồi nó xả đợt đầu tiên nó slot chừng nó bán, nó bán chừng 7-8 con là hết rồi. Ok nha, đây giá giảm, giá giảm, giá giảm, giá xăng dầu, giá xăng dầu đã giảm nhưng hàng vẫn tăng nha. Ok, 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 mình xả 68.000 nè. Thằng kia nãy giờ nó khóc không đó, nó khóc trong đó rồi đó, nó mua có 64.000, nó mua thêm 2 con 92.000 nữa, nó khóc không á, khóc không rồi đó. Mấy con hàng này mình xả ra cũng lời chắc nhiều, không biết lần này nó có bán được hay không, chắc cũng trao đổi một với một được. Lắc quá, giờ tối nó lắc đó, trao đổi một với một rồi, thế thì hay, xả ra được hàng 68 là cái thằng kia nó xả 40.000 nó mới bán được, hoặc là dưới 68.000 nó mới bán được. Xin chúc mừng bạn,
Bạn nào đang ôm cô hàng này thì xin chúc mừng bạn nha. Hình như không bán nữa sao á, thằng kia nó xả hàng rồi sao á, xả thấp hơn rồi, nó chịu lỗ á. Thôi mình ăn mớ 8-9 ngàn cũng được rồi, đâu cần ăn nhiều, ăn cỡ đó là ngon á. À, ăn nhiều xíu, à vẫn còn, ăn nhiều xíu cho nó thơm lông, ăn ít người ta nói mình hâu lông. Ok. Ok, thì cái đợt 68.000 hình như nó bán, nó trao đổi được á, EA mua lại được có 4 con rồi sao á. Rồi ok nha. Thì mình muốn bán đợt thứ 3 thì mình phải bấm ra lại. Ra lại đúng không? Giờ ra lại. Xong rồi mình bấm vô lại. Mình ấy bật ra auto. Đây nó giảm xuống nè. 2, 4, 6, 7, 8. Mình chia ra 4 con ra. Mình bán trước 4 con. Xíu nữa mình bán thêm 4 con cái giá đó nữa. Là 4 con trước nó sẽ bay. Ok. Vậy là quá lời rồi. Quá lời rồi. À ok, thì cuối video mình sẽ đợi cái chợ của mình coi ai trùng mà ai mua con này á, thì xin chúc mừng bạn nha. Không biết bạn có lời hay không, mình xin chúc mừng bạn. Ok, mình đã xả xong 4 con, còn 4 con nữa. Cái clip này dài cũng nửa tiếng. Tại mình mới vô. Mình bữa giờ mình chơi ít, mình toàn chơi event không à. Đá event xong ợp ra không à, đá bếp á. Mình không chơi FIFA nhiều. Toàn vô mình đẩy giá. Với bữa giờ bận đi làm nữa, không có thời gian. Không làm clip cho anh em được. Thì đợi bữa nào làm cái event tặng nít luôn. Có 3 cái lận, một mình mà chơi 3 cái nít luôn. Ok nha. Chắc lên cũng tầm 30 mét, 30 triệu á. Ôi, hàng nó ra kìa. Nhìn mà thương quá đi. Nhìn mà thương quá đi. Quá đi. Ok. $52,700 không? Xíu nữa mình xả ra lại cái giá cũ. $52,700. Ơ, giá giảm thôi. Không sao. Thấy không? Thấy nhìn tiền mà nó ham à. Ham. Coi đi. Ok, để mình xả thử con. Đây. Xả thử con nha. Ok, mình ra lại. Ok. Trao đổi nha, chắc luôn. Ok. $52,700. Bán hết 4 con luôn. Xả hết 4 con là nó 4 con nãy nó sẽ bán.
còn nó không bán 4 con thì bán 3 con. Còn thôi nó chỉ bán 1 con à. Đó, chắc bán 3 con à. Ok chưa? Đó, bán 3 con à, không bán 4 con. Đâu? Từ đâu ạ? Đây, 85 ngàn đây. Mình bán 89 ngàn nha. Cái phí 5% thuế á, cái trừ hết của mình là còn 85 ngàn. Cho 85.500 đi. 85.500. Ok. Mà cậu mà nhân cho bao nhiêu con? 7 con đúng không? 7 con là ra 600 ngàn. Coi 598.500 là cho tròn 600 ngàn đúng không? Ok. Mình xả cái đống này ra là mình đã lời, mình đã lời thêm được 600 ngàn rồi đó. Ok chưa? Hàng tồn đó. Rồi bây giờ mình thêm nữa là 64.600. Mình nhân cho bao nhiêu? 2 con, 3 con à, bán được 3 con à, là 195.000. 190 cho 190 đi, 600 cộng 190 nha. Rồi để đó, 2, 3 con, 3 con 50.000. Ok, ok, là 150, 150 cộng cho 190 đúng không, cộng thêm cho 600, xả hàng tồn ra mình lời được 950, xả hàng tồn thôi á mình lời được 950. Tại hồi nãy á mình xả nhiều quá, cái con 64 này hồi nãy mình xả nhiều quá, nếu mà mình xả ít mình cũng lời được 1 triệu con á, 1 triệu con. Ok này, 950 là chỉ là cái đóng hàng tồn thôi nha, còn mà chưa tính cái con mình nâng lên nè, mình đẩy giá nè. Ok chưa? Là 7 cộng cho 3 cộng cho 3 là 13 con đúng không? 13 con là hàng tồn. Ok. Rồi. Ở đây là nó bao nhiêu? Bao nhiêu cái thư? 55 cái thư, 55 cái thư trừ cho 13 là 42 con. 42 con mà nhân cho 122 đúng không? 122 ngàn. Mỗi con là 122 ngàn. Rồi, 122 ngàn. Ok. Là 5 triệu 1. 5 triệu 120. 5 triệu 120 ngàn. Ok. 5 triệu 124 ngàn á, làm cho 5 triệu 120. Ok chưa? Rồi, cộng thêm cho 904 đúng không? 904 hồi nãy á là tròn 6 triệu đi. Ok thì đẩy con này, đẩy con này là ăn 6 triệu đó. Ok chưa? Mà cái phí nãy bao nhiêu á? Ok, thì xong clip ở đây nha, chỉ anh em cách xả hàng á. Ok chưa? Hồi nãy mình thấy mình xả xong rồi nó hàng nó ra nè, thấy không? Lắc quá, tội anh bạn kia thiệt chứ, nó hàng nó ra nè. Ok thì mình xin mình nhận cái đống này nha. Ok, nhận cái đống này đi. Cháy máy. Wow, cuối cùng cũng nhận xong rồi. Ok, 29 triệu 600, 29 triệu 700.